Rồi, chào tất cả anh em đến với kinh bonsai Tiền Giang nha. Hôm nay lại tiếp tục bay giao lưu với anh em một cây linh sam 86 nha anh em, hàng zin nha. Đó, cây này quá trời già luôn rồi. Đó, để em đâu hoành rồi báo giá cho anh em luôn nha. Cây này hoành thân 19 20, gần 20 nha anh em. Hoành thân 20, đúng 20 đi. Đó, cao của nó cao 40. Nó tán ngang của nó chiều cao 40 nha. Tán ngang của nó là 45. Đó, cây cực kỳ già luôn nha anh em, cốt cành có sẵn hết luôn rồi nha. Đó, cây này rất là mau chơi nha anh em. Linh sam 86 zin nha. Đó, cây này là hồi kia sữa một nước hai nước rồi, sau đó thả xuống đất nuôi tiếp nha anh em. Giờ cắt lên thành phôi lại rồi, giờ quay một vòng cho anh em xem nha. Đó, linh sam 86 zin, đế đẹp luôn, đế bao đẹp luôn. Vòng cho anh em xem nha anh em. Cúc cành lớn rồi, rất là mau chơi nha. Giờ anh em để vô chậu thời gian nữa ra từ sữa cái là thành phẩm chơi luôn. Đó, bình thân 19 cao 4, bình thân 20 cao 40, tăng 45. Đó, anh em có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979 582 872, Zalo Facebook số đó luôn nha anh em. Đó, cây này giá 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha anh em, 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, cực kỳ dễ chơi luôn. Đó, linh sam 86 anh em thấy là linh sam 86 nuôi cây thành phẩm nó cỡ bông một cái là thôi cực kỳ đẹp luôn. Đó, hoa thơm 86 nha anh em chứ không phải Tân Phú nha, Tân Phú khác nha anh em. Tân Phú nó dễ chết dễ bỏ dâm lắm, 86 thì nó đỡ hơn nhiều. Đó, cây này là cây 86 nha chứ không phải Tân Phú nha, 86 zin nha nè. Đó, quá dài, cây này cực kỳ già luôn, giá 1,5 triệu. Em có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979 582 872, Zalo Facebook số đó luôn nha anh em. Anh em xem thấy hay gì nhấn cho em một like nha anh em, nhấn cho em một like và nhấn đăng ký ủng hộ kênh em nha. Đó, rồi chào tất cả anh em nha.